Cái này mấy? Cái 10 mới ra nhất á. Ồ, mà sao nó nhỏ gọn vậy? Cái loại nhỏ, chứ có hai loại, cái loại nhỏ, cái loại bự nữa. Dạ dạ. Hello mọi người, bây giờ á mấy chị em mình đi một vòng thì đã khát nước rồi, bây giờ mình phải đi mua kem mình ăn nha mọi người. Đó, đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái góc bên này. Đây là cái xe hồi nãy mình chỉ cho các bạn coi nè. Bây giờ là, wow, người ta đứng xếp hàng dài quá. Giờ mình vô đi vô xếp hàng nha mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy người. Bảy người tất cả hả chị Thị? Bảy người. Dạ. Dạ. Tôi đá không mà dạy chỗ tôi đang quay phim, đi ra chỗ khác. Ở đây có tất cả những cái hương vị đây. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, em cảm ơn chị. Okay. Mấy cái Vanina thôi. Vanina không à? Thử chị, thử. Nữa hả? Ừ. Thử coi. Wow, ngọt quá, ăn lại chắc là năm sau á. Chi, vô nè, vô, anh Chí xích vô nữa, không sao quá vậy, rồi, vô nè, Chi. Yeah, rồi. Mọi người ơi, ở đây có một người thông báo tin tức là vài tháng nữa trở lại đây sẽ có dịch quay ăn, mà mới hỏi dịch ở đâu thì anh nói chỉ dưới hồ này nè. Nè, các bạn thấy nó bơi không? Nó bơi đó. Mà mình không biết là bắt ăn nó có bị phạt hay không thì mình không biết nha. Cái đó là mình không muốn hứa rồi nha. Dạ, em đi mới có ngày mà mặt xanh đen thui vậy ta. Honey, khi nắng ngoài nắng là nó sức vô. Nó làm sẵn. Ồ, oh, đúng rồi, do ánh nắng mặt trời, đúng rồi. Yeah, bây giờ mình đẹp hơn rồi đó các bạn. Ăn kem. Tôi ăn vô, tôi thèm quá. Trời ơi, tụi nó ác độc ngay cho mình. Quá ác độc hơn. Chị đứng chị dòm thôi, chị đứng chị dòm thôi, ăn lượng ăn. Quá lạ. Hello các bạn, bây giờ một tay quay phim, một tay ăn kem. Phải có trợ lý. Phải có trợ lý. Có trợ lý. Lạnh quá, lạnh quá. Hai cái tay của bà này em dùng chị liếm. Chị liếm hả? Hello. Chị thấy có vô chị. Chị thấy có vô, chị để vô luôn. Chị để vô luôn. Đó mấy đứa này đây nè. Ngon mà. Kem mọi lúc mọi nơi. Kem ngon nhưng mà cái đường nó ngọt quá mọi người ơi. Vì nóng quá các bạn ơi, cho nên cần phải có kem để giải nhiệt cho nó chứ. Chết kìa. Nhưng mà nó hơi ngọt. Hai tay cầm kem, một tay kẹo cho nó bắp. Mọi người thấy tội nghiệp bả không? Cái này hồi nãy người ta cho free, tại vì anh đang chụp hình đó, anh nói với cái ông làm bán bắp á, mày muốn quảng cáo không? Quảng cáo giùm không? Cái ông nói ok, ông cho cái cho bắp bây giờ không có chỗ để, bây giờ kẹp vô tay chứ lại. Cái gì? Giống cái gì? Gì kì vậy? Các bạn, ngày hôm nay lâu lâu mình sống chùa một bữa mà có người khiếu nại quá các bạn ơi, nói là hôm nay con Minh nó không có con, nó nhồi quá à. Mà mọi người có công nhận là lâu lâu sống chuồng được thì ráng tung tăng đúng không mọi người, chứ để thôi có con mà mai à. Đi
bà Mai bà cố tình bà Mai bà cố tình bà lú cái đầu vô mà lú hoài nó không vô. hôm nay là tứ đại mỹ nhân, nhưng mà mọi người thấy không, mỹ nhân này mỹ nhân này mới nha. Không, cái này là gia nhập đội hình mới, nhưng mà đội hình này giống như là đội hình no YouTube. Chỉ có ba người YouTube thôi, còn cái người gì đó không có YouTube nha. Người kia coi, người kia coi thôi. Ủng hộ thôi chứ không có làm YouTube nha mọi người. Nhưng mà các bạn có thể nói chuyện được với chị ấy qua những cái comment ở trong cái trang của chị Tâm Mì, Mai Vũ và Minh, cũng như trang của chị Nắng đồ đó. Các bạn vô trong chỗ mà nếu như thấy comment của chị thì vẫn có thể là nói chuyện đó. Ngày hôm nay các bạn thấy không, tứ đại mỹ nhân đi văn hàng ngang luôn, không thêm con bé ở ngoài bìa nó văn hàng tư năm luôn. Hai anh cameraman đứng ở phía trước canh chụp hình cho nữa, các bạn thấy trời ơi thiệt là romantic. Hết sức bây luôn. Giờ đang đi ngắm mặt trời lặn qua có cảnh mặt trời kia. Bây giờ mình đi ngắm mặt trời lặn các bạn ơi. Ủa đẹp phải không, các bạn thấy không, hết sảy tuyệt vời. Bây giờ cả nhà sẽ đi lên ở trên đây và quay video cho mọi người đó. Đó mình đi qua đó mới bị chặn thôi đó. Ở đây là cái xích đu nè các bạn, thấy không? Ở đây là cái quán nè, quán nước. Wow, mát quá. Kìa bà Mai kìa. Bữa nay buổi chiều ngắm mặt trời lặn, lần đầu tiên ngắm mặt trời lặn đẹp nhí nha nhí nhố, chụp hình quá trời luôn. Em ơi sẽ hứa hẹn là đầy full Facebook và đầy YouTube luôn mọi người. Đó con mẹ đó, đó. Người ta quay mà cũng ngắm vô nè, vô đi đó đó đó, vô đó để bà thấy ai quay mà không có hình là bà tức lắm mọi người, không gió mát lồng lộng luôn, cho nên nó cái tiếng nó nghe không rõ, mọi người cũng thông cảm nha. Gió nhiều lắm các bạn ơi. Wow, các bạn thấy nè, mặt trời lặn ở phía sau mình đó, làm mất tiêu mặt trời luôn rồi, lặn mất rồi. Mặt trời đã lặn rồi và mặt trăng đã lú lên các bạn ơi. Đây mặt trăng bé nhỏ xinh xinh. Giờ là tối đã lên đèn và cảnh nó đẹp hơn nè mọi người. Đứng ở trên nhìn xuống nè, rất là đẹp. Đây là những bức tượng sáp các bạn. Bức tượng sáp. Họ làm giống lắm luôn á. Đây là cái bức tranh các bạn. Bức tranh họ làm bằng sò ốc nè. Rồi mấy cái sò cừ á. Sò cừ với họ lấy làm tranh dán lên cái hai cái mé đường đi nè các bạn. Bên đây cũng có một bức tranh. Quay cảnh này cho chị. Có cá rồi ha. Cái buổi đi chơi ngày hôm nay đầy mệt mỏi và rất là vui.
và làm phim hả? Không, quay video. Một buổi đi chơi thật là ý nghĩa và vui vẻ, khám phá được rất là nhiều thứ. Cảm ơn tất cả mọi người theo chân mình đi chơi đến thời điểm này. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Bye.